Chào mừng các bạn đã đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Các bạn thân mến, theo yêu cầu của rất là nhiều bạn, sau khi đã chinh phục được nhiều cái món chuẩn vị của Hà Nội trên kênh YouTube của Misu, thì các bạn muốn Misu sẽ chia sẻ các món nước nổi tiếng của Hà Nội như là phở này, bún này, miến này, cháo này, mì này. Và hôm nay Misu sẽ từng bước chia sẻ với các bạn để các bạn có thể chuẩn bị đầy đủ để cùng Misu vào bếp chinh phục món mì Văn Thắn của Hà Nội nổi tiếng từ xưa đến nay nha. Nói về mì thì hãy nói xuất xứ của nó chính là từ Trung Quốc, được du nhập vào Hà Nội vào những năm 30. Sau đó thì các tiền bối về ẩm thực đã cải biến thành cái món mì Văn Thắn nổi tiếng như bây giờ. Nó có cái sự thanh này, ngon ngọt của nước dùng rất là đặc biệt, với nhiều thứ kết hợp như là sủi cảo viên này, hoành thánh chiên này, trứng, tôm, nấm hương, gan, bóng bì, tạo nên một cái món nước vô cùng là tuyệt vời mà các bạn ăn một lần là nhớ mãi luôn. Hôm nay Misu sẽ chia sẻ đến các bạn cái bước chuẩn bị đầu tiên, đó là chúng mình sẽ làm viên sủi cảo tôm thịt nha các bạn. Và cái này có thể ăn không với rau cải cúc và hẹ, rất là thanh mát và Misu rất là thích cái món này. Và sủi cảo các bạn biết không, chính là từ vay mượn của tiếng Hán. Nó là cái viên luộc lên được gọi là sủi cảo, còn viên chiên thì là hoành thánh nha các bạn. Thì giờ các bạn cùng với Misu vào bếp để học cách làm viên sủi cảo cho thật thơm, thật ngon, là linh hồn món sủi cảo nước và món mì Văn Thắn đấy các bạn. Đây chính là cái để làm nên cái viên sủi cảo đấy các bạn, là nó màu trắng như thế này nha. Và đây, nó là có hình vuông hoặc là hình tròn, nhưng Misu thì hay gói hình vuông. Thế còn nếu như mà là các bạn mà làm viên hoành thánh chứ không phải viên sủi cảo nha, thì là sẽ màu vàng như thế này. Các bạn cũng có màu là có trứng thì nó có hình vuông hoặc là hình tròn các bạn ạ. Thế và cái sủi cảo này Misu nhắc lại, nó chính là linh hồn của món sủi cảo nước mà Misu hôm nay giới thiệu, và cũng là linh hồn của món mì Văn Thắn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng với Misu học cách làm sao mà để gói sủi cảo với 5 cách thật là đẹp, rất là đơn giản, và cách luộc sao cho ngon, không bị dính chùm, và cách cấp đông tiện lợi nha các bạn. Giờ mình cùng tìm hiểu đến phần nguyên liệu để làm viên sủi cảo thật ngon, linh hồn của món mì Văn Thắn. Đây là 400g thịt nạc vai xay và 400g tôm nõn bóc vỏ. Và Misu luôn luôn để cái tỷ lệ thịt và tôm bằng nhau như thế này để cho nó ngon nha các bạn. Tôm tí nữa thì chúng ta xay ra. Đây là 200 thêm 200g tôm nõn bóc vỏ mà nó to hơn một chút, để tí nữa thì chúng mình sẽ đập bẹt nó ra và thái hạt lựu để trộn vào với nhân. Chúng ta sẽ ăn được cái miếng nhân nó vừa có thơm mùi tôm và nó lại giòn sần sật đấy các bạn ạ. Thế còn đây là mộc nhĩ và nấm hương. Mộc nhĩ là 20g khô chúng ta ngâm nở này, và nấm hương là 15g khô chúng ta ngâm nở ra. Misu tất cả các nguyên liệu này như các video khác thì Misu sẽ để hết xuống dưới cho các bạn, để các bạn tiện chuẩn bị nha. Thế còn đây là đến gia vị. Làm sao mà để ướp cho nó ngon thì đây chính là cái gia vị này. Mỗi một nhà hàng người ta sẽ có một loại riêng đấy các bạn. Và hôm nay thì Misu đã khám phá ra và Misu giới thiệu với các bạn, trước hết là 1 tablespoon của bột nêm gà. Còn đây cái màu vàng vàng này các bạn biết cái gì không? Đó chính là bột nêm cá ngộ các bạn ạ. Bột cá ngộ, và Misu phát hiện được ra, Misu làm rất là nhiều lần nhưng mà tại sao vẫn thấy cái nhân nó vẫn không thơm ngon như một số các nhà hàng ở Hà Nội Misu ăn. Cuối cùng thì Misu học được của các chị em trong bếp, người ta nói rằng là có cái bột cá ngộ này, và chính là bột cá ngộ đây. Misu chỉ cho các bạn tên tiếng Anh của nó, đây là flour fish powder đấy các bạn. Misu mua ở trên Amazon là cái gói này là 12 ounce, có nghĩa là 3 lạng rưỡi. Nó hơi đắt một chút nhưng mà đáng tiền các bạn ạ. Misu đã lấy ra một gói, còn một gói Misu để đây. Misu sẽ để link xuống cho các bạn, nếu các bạn nào muốn thực sự chinh phục món này thì các bạn sẽ lên Amazon để mua cùng với Misu để làm món này nha. Tên tiếng Anh của nó đây. Tiếp theo này, cái phần bột cá ngộ này thì chúng ta dùng với 2 teaspoon và thêm 1 teaspoon của hạt tiêu và 1 tablespoon của dầu vừng hay là dầu mè nha các bạn. Còn đây nữa, đây là hành, một củ hành khô, để tí nữa Misu cũng sẽ băm ra và chúng ta sẽ băm tất cả các nguyên liệu này vào với nhau để tạo nên một cái nhân sủi cảo vô cùng là ngon các bạn ạ.
Thêm một vũ khí bí mật nữa Misu giới thiệu với các bạn, đây chính là cốt súp hoành thánh của bà Cúc Việt. Misu mua trên Amazon và trên Wii. Thì đây là để nấu cấp tốc. Nếu mà các bạn chỉ cần hầm nước xương thôi, cho ít bột nêm gà và 2 tablespoon của cái súp hoành thánh này vào, cái nước nó thơm ngon vô cùng các bạn ạ. Thế còn đây là rau này, chúng ta cần phải có là rau cải cúc và không thể thiếu được đó là hẹ để ăn với viên sủi cảo này, rất là ngon, Misu ăn không cũng được, nó rất là mát các bạn ạ. Thế còn thì bây giờ thì chúng mình sẽ vào bếp để chế biến nguyên liệu, rồi chúng mình sẽ đi học cách gói sủi cảo cùng với Misu nhá. Rồi chúng mình sẽ đi trộn nhân sủi cảo với Misu nha. 400g tôm các bạn xay nhuyễn. Này nó dính như thế này này các bạn này. Cho vào đây cho Misu. 400g thịt nạc vai các bạn cho vào đây cho Misu. Cái mì vằn thắn này ấy, là cái đặc biệt quan trọng và ngon hay không, là ngoài nước dùng ra là còn có cái viên sủi cảo này khác, viên hoành thánh khác, mỗi nhà hàng sẽ có một đặc trưng riêng. Để các bạn muốn làm món Hà Nội thì theo Misu nha. Đây là nấm hương, mộc nhĩ và hành khô. Misu cũng xay nhuyễn ra cho vào đây. Tiếp theo là phần gia vị nêm, 1 tablespoon hạt nêm, 1 teaspoon hạt tiêu, 2 teaspoon của bột cá ngộ, hay tiếng Anh của nó gọi là flounder fish powder. Misu sẽ để link xuống dưới. Nếu như các bạn không có cái bột cá ngộ này thì các bạn có thể thay bằng 100g của chả cá thác lát nha các bạn. Nếu không có thì các bạn tăng tôm lên cũng được. Tiếp theo là 1 tablespoon của dầu mè hay là dầu vừng. Các bạn sẽ cho vào đây cho Misu. Và cuối cùng đó là 200g tôm mà các bạn đã thái hạt lựu ra thì chúng ta sẽ cho vào đây. Các bạn sẽ cho vào một cái chậu hay một cái âu nó rộng miệng như thế này, thì chúng ta sẽ lấy cái thìa, các bạn sẽ quét vừa trộn như thế này thì để cho cái tôm nó vừa dai và cái nhân nó sẽ giòn sần sật đấy các bạn ạ. Vừa trộn vừa quét. Nếu mà bạn nào mà lười đó thì mà cũng có hôm Misu lười thì Misu sẽ lấy luôn cái này để Misu gói cái vỏ vàng để làm hoành thánh chiên. Nhưng mà nếu mà đúng cái chuẩn của mì vằn thắn của Hà Nội thì sủi cảo khác và hoành thánh lại làm khác nha. Cho nên là Misu sẽ làm các video để chia sẻ với các bạn, thì các bạn nào thích thì các bạn sẽ theo Misu. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ trộn đều nó lên như thế này, vừa trộn vừa quét như thế này nha các bạn, nó sẽ dính đều rất ngon. Phần nhân sủi cảo đã xong rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy cái hỗn hợp nó nhuyễn như thế này này. Đó. Và chúng ta mỗi một lần chúng ta chỉ lấy ít lấy nhiều thì tùy các bạn nha. Thế và Misu để ở đây. Và bây giờ đây là cái vỏ sủi cảo đây các bạn. Các bạn để cấp đông. Khi nào mà các bạn bắt đầu gói thì các bạn mới mở ra như Misu như thế này. Thì nó sẽ không bị... Misu cắt luôn vào đây. Nó không bị khô nha các bạn. Đây. Nó như thế này này các bạn này. Đó. Và bây giờ thì Misu sẽ chỉ cho các bạn cách gói làm sao để cho những cái phần sủi cảo này nó ngon nhất, đơn giản nhất mà lại cũng đẹp nữa. Thế và để đề phòng thì các bạn sẽ cho Misu một cái bát nước ở đây để đề phòng là nó bị khô nha các bạn. Đơn giản nhất, dễ nhất này. Các bạn cho nhân vào đây này. Sau đó vò nó lại này. Ấn này. Ấn chặt. Rút cái này ra. Xong. Mình làm thỏi bạc này các bạn. Cho nhân vào. Gói hình tam giác. Cuộn chặt nó như này. Cho nước vào đầu này, cầm này, bẻ, ấn 2 mét vào đây,
chúng ta được thỏi bạc đấy các bạn. Cách thứ ba mình làm nơ nha. Cho nhân này, các bạn gập chéo so le như thế này, rồi hai cái tay chúng mình dồn vào, gập rích rắc như thế này này. Đó. Giờ mình đến thỏi vàng nha các bạn. Thỏi vàng thì chúng ta sẽ gói vuông. Đây. Như thế này các bạn. Cũng một mép. Cầm này. Cuối cùng là quàng khăn này. Đây, cho nhân này. Rồi gập thành những miếng nhỏ như thế này. Bẻ cong lại thành cái khăn quàng cổ các bạn ơi. Xinh chưa? Xong rồi đây các bạn ơi. Đây là thỏi vàng này. Đây là thỏi bạc với hình chéo này. Đây là hình tam giác chéo gấp thành cái nơ này. Đây là hình vuông, chúng ta gấp thành những cái nơ nhỏ này. Và đây là cách dễ nhất, là chỉ việc bóp nó vào là xong. Vậy chúng ta có 5 cách như thế này. Misu hướng dẫn với các bạn, và các bạn thấy cái nào tiện thì các bạn sẽ làm nhá. Đây là sùi cào để làm mì vằn thắn của người Hà Nội. Thế và nếu như mà các bạn phần nào mà các bạn muốn cấp đông á, thì cái này Misu học của bạn Liên Giòm đây, là cho vào những cái khay như thế này. Các bạn cứ để cách ra và cho vào trong ngăn đá. Một lúc sau nó đông lại thì các bạn sẽ bỏ ra và cho vào túi ziplock thôi. Là như thế này này các bạn. Đó. Xong rồi đây các bạn. Cái phần Misu để cấp đông đây. Đây. Cho vào trong cái khay này. Này các bạn, nó chả dính một tí nào cả. Đây. Misu lấy ra cho các bạn xem nha. Và cho luôn vào trong cái zip lock này. Đây. Nóng sôi này. Đây là thỏi vàng hay thỏi bạc đây. Thắt nơ này. Đấy. Rất là dễ đây, thỏi vàng, thỏi bạc này, nơ này. Thắt khăn này. Thỏi vàng đây. Đấy các bạn. Rời hết cả ra. Đấy, và mình sửa cho hết vào đây. Và đa vào chúng mình đi cấp đông tiếp thôi. Như thế này thì nó không bao giờ nó bị dính chùm nữa. Cảm ơn bạn Liên Giòm nhé. Giờ mình luộc sủi cảo nha các bạn. Nước sôi này, các bạn để cho Misu xuống thành lửa vừa nha các bạn. Và bắt đầu các bạn sẽ thả lần lượt các viên sủi cảo vào này. Trên lửa vừa nha các bạn. Đợi nó hơi nổi lên một chút như này thì các bạn sẽ nhẹ nhàng lấy cái đũa này, các bạn sẽ tách nó ra một chút. Đó. Và sau đó nó nổi hẳn lên là các bạn vớt ra là xong đấy các bạn. Các bạn ơi, xong rồi, các bạn nhìn thấy viên sủi cảo nó đã nổi lên như thế này. Và chúng ta sẽ nhẹ nhàng vớt em ấy lên này. Đó, nó sẽ ngon như thế này. Và các bạn lấy một cái khay, các bạn cho Misu một chút mỡ hay là dầu ăn vào đây. Đó, các bạn sẽ để đây như thế này là sẽ không bao giờ bị dính chùm hết các bạn ạ. Từng mẻ một. Đây. Nào, cho vào khay. Đây các bạn này. Và cứ thế tiếp tục chúng ta làm các mẻ sau nha các bạn. Giờ thì Misu sẽ mời các bạn một bát sủi cảo thật ngon. Và đây các bạn nhìn các em này. Đó, ngon như thế này. Đây các bạn nhìn này. Đó, có dầu vào nó sẽ không bao giờ bị dính hết các bạn ạ. Sau đó thì các bạn sẽ cho ra bát để mời mọi người thôi. Giờ Misu mời các bạn ăn một bát sủi cảo cho thật là mát ruột nha. Cải cúp này. Chúng ta trần đều lên.
cho vào trong bát này. Cái này không thể thiếu được các bạn ơi, là hẹ này. Wow, mời các bạn sủi cảo đây. Các bạn nhìn thấy viên tôm ở trong chưa? Rất là ngon luôn. Và nước dùng trong veo, Misu xin mời các bạn. Một bát sủi cảo vô cùng giá trị, Misu xin mời các bạn thưởng thức. Rắc hạt tiêu vào và Misu xin mời các bạn bát sủi cảo tôm thịt vô cùng đặc biệt của người Hà Nội đây. Viên sủi cảo rất là ngon. Misu xin mời các bạn. Và nếu các bạn thích, Misu xin mời các bạn thưởng thức tiếp theo, đó là món mì Vằn Thắn nổi tiếng của Hà Nội đây các bạn. Trong video này thì là 5 cách gói của viên sủi cảo tôm thịt này. Rất là đẹp mắt, rất là dễ làm. Bát sủi cảo Misu xin mời các bạn và chờ đón các video tiếp theo của Misu chia sẻ hoành thánh chiên và mì Vằn Thắn của Hà Nội nha các bạn.